Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp thứ 3 ngày 4 tháng 8 năm 2020 và theo âm lịch là ngày 15 tháng 6 năm Canh Tý. Và hôm nay là ngày Kỷ Mão, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý. Hôm nay là ngày Hoàng Đạo, giờ Hoàng Đạo trong ngày, giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Về ngũ hành niên mệnh, thành đầu thổ, ngày Kỷ Mão, tức chi khắc can, nghĩa là mộc khắc với thổ nhé. Và ngày hôm nay là ngày hung, không được tốt. Về nạp âm, thành đầu thổ, kỷ tuổi, quý dậu, ất dậu, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, đinh mùi, quý hợi, thuộc hành thủy, không sợ thổ nhé. Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi thành mộc cục, xung với Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Tân Dậu, Ất Dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ. Về sao tốt xấu ở trong ngày, sao tốt trong ngày có sao Đức Hợp tốt mọi việc, sao Nguyệt Đức Hợp tốt mọi việc, Kỷ Tố Tụng, sao Thiên Hỷ tốt mọi việc, nhất là việc cưới hỏi, sao Địa Tài tốt cho việc cầu tài cầu lộc khai trương, sao Kính Tâm tốt đối với an táng, sao Tam Hợp tốt cho mọi việc. Về sao xấu, sao Thiên Ngục lại xấu mọi việc, sao Thiên Hỏa xấu về lập nhà, trùng tang, kỵ cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây cất về nhà cửa, sao Cô Thần xấu có việc cưới hỏi. Vì vậy, ngày hôm nay cũng không được tốt cho lắm các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Nam. Và tiếp theo, mời các bạn đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ 3 ngày 4 tháng 8 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 3 ngày 4 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 3 này với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu, vì vậy không được tốt cho lắm nhá. Bạn tuổi Tý dù bạn là người tài giỏi, bạn có tầm nhìn xa trông rộng, thế nhưng bạn lại hay coi thường bạn bè, đồng nghiệp xung quanh và cho rằng người ta chỉ làm vướng tay vướng chân bạn nữa nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang có cái điềm báo dễ đắc tội với người khác bởi cái tính nói năng không suy nghĩ của bạn. Và khi bạn tuổi Tý, khi ai muốn góp ý với bạn, bạn nên sử dụng những cái từ ngữ thật mềm mỏng, không nên gây tổn thương lòng tự trọng của người khác mà vẫn đạt được cái hiệu quả như mong muốn bạn tuổi Tý nhé. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý, ngày này bạn đang có cái điềm báo dễ rơi vào cái tình trạng cô lập nếu như bạn vẫn giữ nguyên những cái tật xấu của mình mà không chịu sửa đổi. Đến một lúc nào đó, bạn tuổi Tý, bạn sẽ nhận ra không ai có thể sống nếu chỉ có một mình thôi bạn tuổi Tý nhé. Và bạn tuổi Tý ạ, tử vi tuổi Giáp Tý, bạn thuộc hành kim, bạn có được cái tầm nhìn xa,
Về tử vi tuổi Bính Tý, bạn thuộc hành thủy, bạn đang có cái điềm báo, coi thường người khác. Về tử vi tuổi Mậu Tý, bạn thuộc hành hỏa, bạn nói năng không kiêng kỵ độ. Và tử vi tuổi Canh Tý, thuộc hành thổ, bạn rất dễ bị cô lập. Về tử vi tuổi Nhâm Tý, bạn thuộc hành mộc, bạn cần phải thay đổi cái tật xấu của mình nhé. Về đánh giá sự nghiệp của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, 4 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày mùng 4 tháng 8 năm 2020. Và xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn dễ dàng đạt được những điều mình mong muốn nhờ có thiên tài xuất hiện phù trợ cho bạn nhé. Và bạn tuổi Sửu, nếu như bạn biết lựa chọn cho những cái mối đầu tư thích hợp vào ngày hôm nay, bản mệnh có thể sẽ phát tài một cách vô cùng nhanh chóng luôn nọ. Có thể bạn tuổi Sửu sẽ chuyển mình một cách mạnh mẽ và lên như diều gặp gió trong cái chuyện tiền bạc tài chính của mình nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, bản mệnh cũng có thể thử cái vận may của mình. Nhưng bạn tuổi Sửu nên nhớ, bạn không nên làm giàu theo cái phương thức này. Những cái nguồn tài sản có được không phải từ sức lao động của chính mình bỏ ra thì thường không bền lâu đó bạn tuổi Sửu nhé. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn cũng đang có cái điềm báo gặp ngày Kỷ Mão thuộc thổ, mộc khắc thổ. Cái chuyện tình cảm giữa bạn tuổi Sửu và cái nửa kia của mình không được như ý muốn. Đôi bên có thể sẽ xảy ra cái sự tranh cãi vì một cái vấn đề không thống nhất đó nhé. Mâu thuẫn cũng là một cách giúp cho đôi bên hiểu về nhau hơn. Vì thế bạn tuổi Sửu, bạn đừng quá rầu rĩ về cái việc này nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu trong ngày thứ ba này, bạn thuộc hành kim, bạn đạt được cái sự thành công như mong đợi. Về tử vi tuổi Đinh Sửu, bạn thuộc hành thủy, bạn sẽ phát tài một cách nhanh chóng. Về tử vi tuổi Kỷ Sửu, bạn thuộc hành hỏa, bạn nên thử cái vận may cho mình nhé. Về tử vi tuổi Tân Sửu, bạn thuộc hành thổ, bạn lao động một cách nghiêm túc. Về tử vi tuổi Quý Sửu, bạn thuộc hành mộc, vợ chồng lại đang có cái điềm báo, có cái sự mâu thuẫn nội. Về đánh giá cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, số 2, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày mùng 4 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi tuổi Dần ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy rằng cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Dần trong ngày này có được cái sự thuận lợi nhé. Và ngày này với bạn tuổi Dần, bạn có được thuận lợi khi có được tam hội cục phù trợ. Nếu như bạn tuổi Dần có kế hoạch gì đi chăng nữa trong ngày hôm nay thì bạn hãy mạnh dạn bắt tay vào thực hiện. Hẳn bạn sẽ rất chi là ngạc nhiên vì mọi chuyện sẽ có chi là suôn sẻ với bạn luôn nọ. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần, ngày này cái mối quan hệ xã giao của bạn cũng có được cái sự hài hòa do bạn là một người tài giỏi và biết lấy lòng người khác. Bạn tuổi Dần, bạn luôn cố gắng không to tiếng hoặc là xúc phạm ai bao giờ, cho dù
cô đang bực bội đến mấy đi chăng nữa đó bạn nhé. Và trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dần là một ngày rất thích hợp để cho bạn thực hiện các hoạt động như là khai trương mở cửa hàng với bạn. Bạn tuổi Dần, nếu như bạn lựa chọn giờ tốt khai trương trong ngày hôm nay, hẳn sẽ gặp được nhiều cái chuyện may mắn với bạn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần, bạn thuộc hành thủy, trong ngày này cái mối quan hệ xã giao của bạn rất chi là đẹp. Tử vi tuổi Bính Dần, bạn thuộc hành hỏa, bạn không làm mất lòng người khác. Tử vi tuổi Mậu Dần, bạn thuộc hành thổ, bạn nên khai trương cửa hàng cửa hiệu trong ngày này rất tốt. Về tử vi tuổi Canh Dần, bạn thuộc hành mộc, bạn thực hiện đúng theo kế hoạch thì sẽ đạt được kết quả như mong đợi. Về tử vi tuổi Nhâm Dần, bạn thuộc hành kim, công việc của bạn có được cái sự thuận lợi nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, số 4, số 8, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt, tuổi hợi. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Mão thứ 3 ngày 4 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 3 này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này, cái vận trình của bạn tuổi Mão không được tốt lành cho lắm, do bạn đang phải chịu tác động xấu của tỷ kim xuất hiện. Và bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, bạn dễ vướng phải những cái vụ tranh chấp quyền lợi của đồng nghiệp, và khuyên bạn bạn nên giữ mình ở cái vị trí mà người ngoài cuộc bạn nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão, bạn là người dũng cảm và chắc chắn, bạn đặt ra những cái kế hoạch phấn đấu rõ ràng cho mình, nhưng đôi khi bạn cảm thấy mình là một người cô đơn, không có ai thực sự hiểu được mình. Và bạn tuổi Mão, bạn cần phải mở rộng lòng mình và trò chuyện với nhiều người hơn nhé. Ngày này với bạn tuổi Mão, nếu như có việc cần phải xuất hành trong ngày hôm nay, và bạn tuổi Mão, bạn nên xuất phát vào cái giờ hoàng đạo và lựa chọn những cái hướng đi tốt để công việc của mình thêm phần được thuận lợi. Hôm nay có hỷ thần xuất hiện và tài thần xuất hiện cũng rất chi là tốt cho bạn nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão, bạn thuộc hành thủy, bạn đang vướng phải cái sự tranh chấp. Về tử vi tuổi Đinh Mão, bạn thuộc hành hỏa, bạn có được cái chí tín thủ. Về tử vi tuổi Kỷ Mão, bạn thuộc hành thổ, không ai thấu hiểu được bạn nhé. Về tử vi tuổi Tân Mão, bạn thuộc hành mộc, bạn xuất hành theo hướng tốt sẽ đạt được như ý muốn. Về tử vi tuổi Quý Mão, bạn thuộc hành kim, bạn cần dũng cảm chắc chắn nhé. Đánh giá chung của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này là số 1, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ 3 ngày 4 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 3 này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy rằng là cái cục diện của bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn đang gặp ngũ hành tương hại. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Thìn phải đối diện với nhiều điều phiền muộn nhé. Ngày này với bạn tuổi Thìn, khi đưa ra một số cái quyết định nào đó, bạn có thể không nhận được cái sự giúp đỡ của mọi người,
thậm chí còn bị phản đối mạnh mẽ nữa đó. Và ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn đó, chuyện mâu thuẫn có thể xuất phát từ chính những người họ hàng của bạn, và bạn mệnh tuổi Thìn có thể cảm thấy bất mãn, nhưng đừng vì thế mà có những cái hành động thiếu suy nghĩ khiến cho các mối quan hệ trở nên ngày một căng thẳng hơn bạn tuổi Thìn nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn đó, ngày này may mắn là bạn đang gặp được chính tài chiếu mệnh và khuyên bạn tuổi Thìn, bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn. Một khi đã quyết định cái chuyện gì thì đừng có lung lay vì những lời bàn tán vào ra của người khác nhé. Bạn cần phải mạnh dạn bước về phía trước, bạn sẽ tiến tới gần hơn cái cơ hội làm giàu cho bản thân mình rồi. Về tử vi tuổi Giáp Thìn, bạn thuộc hành hỏa, bạn không được mọi người ủng hộ. Về tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc hành thổ, bạn cần phải tin tưởng bản thân mình nhiều hơn. Về tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc hành mộc, họa hàng đang có cái sự mâu thuẫn đó. Về tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc hành kim, bạn chớ hành động một cách thiếu suy nghĩ nhé. Về tử vi tuổi Nhâm Thìn, bạn thuộc hành thủy, bạn cần phải mạnh dạn hơn nữa đó. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn, số 2, số 5. Giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tiếp theo, mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày mùng 4 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy rằng là ngày này với bạn tuổi Tỵ, bạn đang gặp ngày Kỷ Mão thuộc thổ, mộc sinh thổ, cho nên cái quan hệ tình cảm của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay rất chi là tốt đẹp. Bạn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ của mình với người ấy, và bạn tuổi Tỵ bạn tin rằng chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì có thể vượt qua được mọi cái khó khăn thử thách trong cuộc sống nhé. Và bạn tuổi Tỵ bản mệnh luôn cố gắng hết sức để thấu hiểu cái con người của mình. Bạn biết rằng giữa cha mẹ và con cái dù sao cũng sẽ có cái khoảng cách giữa hai thế hệ, vì thế tâm sự càng nhiều thì cái khoảng cách ấy sẽ càng được kéo lại gần nhau hơn nhé. Tuy nhiên á, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp ngày có thương con chiếu mệnh cảnh báo bạn tuổi Tỵ. Bạn cần biết rằng bạn dễ gặp phải những cái rắc rối ở chốn quan trường đó. Và tốt nhất với bạn tuổi Tỵ, bạn không nên đối đầu trực diện với bất cứ ai nếu như muốn ngày hôm nay trôi qua một cách bình yên tốt đẹp nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ, bạn thuộc hành hỏa, bạn có được cái sự yêu thương nửa kia. Về tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc hành thổ, vợ chồng có được cái sự hòa hợp. Về tử vi tuổi Kỷ Tỵ, bạn thuộc hành mộc, bạn cần quan tâm đến con cái. Về tử vi tuổi Tân Tỵ, bạn thuộc hành kim, bạn tránh cái sự tranh cãi đụng độ với người khác đó. Về tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc hành thủy, bạn rất dễ gặp rắc rối trong ngày nhé. Đánh giá về bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này á, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, số 3, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tiếp like, comment và đăng ký kênh ủng hộ chương trình nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ
thứ ba ngày mùng 4 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy rằng là bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày này ngày Kỷ Mão thuộc ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên cái vận trình của bạn không được tốt. Bạn cần hết sức chú ý trong cái chuyện chi tiêu vào ngày hôm nay nhé. Nếu như bạn tuổi Ngọ cứ tiêu tiền một cách tùy ý, bản mệnh rất dễ mất tiền vì những cái chuyện không đâu được. Trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Ngọ, nếu như các bạn làm trong những cái lĩnh vực kinh doanh thì cần phải tránh cái sự rốt vốn đầu tư, bởi trước mặt bạn sẽ không tìm được một cái mối hợp tác tiềm năng nào cả. Bạn tuổi Ngọ, bạn cần phải hết sức bình tĩnh và chờ đợi một cái thời điểm khác thích hợp hơn với bạn. Và bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, bạn đang gặp ngày Kỷ Mão thuộc thổ, cho nên cái mối quan hệ giữa bản mệnh và cái nửa kia của mình rất chi là nồng nàn nhá. Thỉnh thoảng bạn không quên hâm nóng cảm xúc cho hai người một bữa tối lãng mạn hoặc là một buổi đi chơi riêng là một trong những cái sự lựa chọn khá chi là phù hợp với bạn. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ, bạn thuộc hành kim, bạn cần chú ý trong cái việc sử dụng cái đồng tiền, túi tiền của mình nhé. Về tử vi tuổi Bính Ngọ, bạn thuộc hành thủy, bạn rất dễ mất tiền của lắm. Về tử vi tuổi Mậu Ngọ, bạn thuộc hành hỏa, bạn không nên đầu tư trong ngày hôm nay nhé. Về tử vi tuổi Canh Ngọ, bạn thuộc hành thổ, bạn cần chờ đợi thời cơ thích hợp. Về tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc hành mộc, tình cảm của bạn có được cái sự nồng nàn. Đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp của bạn 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn, số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày mùng 4 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy rằng là bạn tuổi Mùi trong ngày này bạn đang gặp ngày Kỷ Mão, bạn thuộc ngày ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi, cho nên cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này có được cái sự phát triển thuận lợi nhá. Thế nhưng đôi khi bạn tuổi Mùi bạn đánh giá không đúng với cái khả năng của mình, khiến cho những cái kế hoạch mà bạn xây dựng khá chi là xa rời thực tế, thậm chí còn có phần ảo tưởng nữa đó. Bù lại trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi, cái mối quan hệ xã hội của bạn rất chi là tốt đẹp, một phần là nhờ bạn luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người, tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, bạn sẽ có cái cơ hội gặp gỡ được quý nhân, đó sẽ là người chỉ ra cho bạn tuổi Mùi cái con đường tương lai sáng ngời nhé. Thêm vào đó, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh. Cái điều này cho thấy mệnh chủ bạn tuổi Mùi có được cái vận may về tài lộc trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi Mùi, bạn có thể nhận được một cái khoản kha khá từ những cái công việc làm thêm của mình. Công lao của bạn luôn được đền đáp một cách xứng đáng nữa rồi. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc hành kim, công việc của bạn khá chi là thuận lợi. Về tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc hành thủy, bạn có những cái suy nghĩ xa rời thực tế đó. Về tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hành hỏa, bạn đang có cái sự ảo tưởng với bản thân mình. Về tử vi tuổi Tân Mùi thuộc hành thổ, tài chính của bạn có được cái sự dư giả nhé. Về tử vi tuổi Quý Mùi thuộc hành mộc, bạn
cần mở rộng cái mối quan hệ của mình và hôm nay cũng rất chi là phù hợp với bạn. Đánh giá bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, số 3, số 5, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Thân, bạn đang gặp được ngày có chính quan phù trợ, cho nên bạn tuổi Thân có được cái cơ hội thăng tiến trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Thân, tất cả là nhờ vào cái sự cố gắng phấn đấu suốt bao lâu nay của bạn, bản mệnh ngày càng được cấp trên tin tưởng và giao cho những cái nhiệm vụ trọng trách quan trọng nữa rồi luôn. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân, và bạn tuổi Thân, bạn là người thông minh và nhanh nhạy, tuy nhiên lại không mấy kiên trì đâu đó nhé. Và nếu như bạn tuổi Thân, bạn muốn sự nghiệp của mình phát triển một cách vững vàng, bền vững hơn, bạn cần phải làm việc có đầu, có đuôi, cũng như là giữ được tinh thần nghiêm túc hơn bây giờ nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân, bạn lại đang gặp ngày Kỷ Mão thuộc thổ, và bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn và nửa kia đang có cái điềm báo, có cái sự tranh cãi trong ngày hôm nay. Vợ chồng có một vài cái quan điểm không phù hợp với nhau là cái chuyện thường tình, và bạn tuổi Thân, bạn trở nên nổi nóng và nói ra những cái lời gây tổn thương người bạn tình của mình, người bạn đời của mình, người thân của mình bạn nhé. Tử vi tuổi Giáp Thân, bạn thuộc hành thủy, bạn có cơ hội để được thăng tiến. Về tử vi tuổi Bính Thân, thuộc hành hỏa, bạn được cấp trên coi trọng, nâng đỡ độ. Về tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc hành thổ, bạn làm việc cần nghiêm túc hơn. Về tử vi tuổi Canh Thân, thuộc hành mộc, bạn là người thông minh, nhanh nhạy. Về tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc hành kim, bạn đang có cái sự tranh cãi với người thân trong gia đình. Đánh giá bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, số 1, số 8, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp ngày Kỷ Mão thuộc cái vận ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên dù cho bạn tuổi Dậu có đầu óc nhanh nhạy, có cái khả năng ứng biến với nhiều cái tình huống phức tạp, tuy nhiên bạn lại đang có cái sự quá ngạo mạn, sẵn sàng gây gỗ với những người không đồng quan điểm với mình đó nhé. Và bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, bạn mệnh có thể được nhiều đối tượng quan tâm để ý lắm rồi. Nếu những bạn đã lập gia đình rồi, bạn cần phải giữ cái khoảng cách với những người như vậy, đừng để cho cái sự đồn đại và nghi kỵ gây ra cái sự rạn nứt, ảnh hưởng đến cái chuyện tình cảm vợ chồng nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu, khuyên bạn tuổi Dậu, bạn nên hết sức tránh những cái hoạt động kiện tụng trong ngày hôm nay. Dù có nóng giận đến thế nào đi nữa, bạn cũng nên hết sức giữ bình tĩnh, tránh gây ra thêm rắc rối cho bản thân mình và người khác nữa. Tử vi tuổi Ất Dậu, bạn thuộc hành thủy, bạn phản ứng có được cái sự nhanh nhạy. Tử vi tuổi Đinh Dậu,
thuộc hành hỏa, bạn có phần có cao ngạo. Về tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc hành thổ, bạn có nhiều người để ý. Về tử vi tuổi Tân Dậu thuộc hành mộc, bạn cần phải chú ý giữ khoảng cách nhé. Về tử vi tuổi Quý Dậu thuộc hành kim, bạn chớ nên nóng nảy. Đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này: số 4, số 5, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2020. Và xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Tuất đang gặp được nhị hợp cục nâng đỡ cho bạn, cho nên bạn tuổi Tuất làm ăn có lợi trong ngày hôm nay lắm đó. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất nhiều khả năng bạn sẽ tìm được cái mối đầu tư rất chi là đáng giá, và bạn hãy nắm bắt lấy cái cơ hội này, nếu không bạn có thể sẽ cảm thấy rất chi là nuối tiếc về sau này đó nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất, bạn mệnh là người coi trọng thể diện, vì thế bạn không muốn để cho người khác thấy những cái mặt yếu điểm của mình đó. Có thể bạn tuổi Tuất bạn là người yếu đuối, nhưng bạn lại xây dựng cho mình một cái vỏ bọc mạnh mẽ để đánh lừa mọi người đó. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất, ngày này bạn đang gặp chính tài xuất hiện. Đây là cái vận trình tốt cho bạn. Đối với những bạn làm công ăn lương bình thường cũng có thể được hưởng lộc vào ngày hôm nay nữa, nếu như bạn làm việc cần cù và chăm chỉ độ. Và đối với bạn tuổi Tuất, nếu như được khen thưởng, hãy lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng không ngừng bạn tuổi Tuất nhé. Tử vi tuổi Giáp Tuất, bạn thuộc hành hỏa, làm ăn có được lợi thế. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc hành thổ, bạn được khen thưởng nữa độ. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc hành mộc, bạn cần nắm bắt với cái cơ hội tuyệt vời này. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc hành kim, bạn coi trọng thể diện bản thân mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc hành thủy, bạn làm việc có được cái sự chăm chỉ độ. Đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này: số 1, số 3, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng chanh, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy rằng là trong ngày thứ ba này bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày thủy sinh cho mộc, cho nên cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Hợi khá chi là êm đẹp. Đối với những bạn đã lập gia đình rồi sẽ có được một ngày khá chi là bình yên, mọi thành viên trong nhà đều hết lòng quan tâm chăm sóc lẫn nhau nữa nhé. Và bạn tuổi Hợi nếu như có gặp cái khó khăn, cả nhà sẽ bàn luận với nhau để tìm ra cách giải quyết một cách hợp lý nhất đó. Trong cái ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Hợi, những người còn độc thân có thể nhận được tín hiệu từ những người khác giới, và bạn tuổi Hợi bạn hãy mở lòng hơn để cảm nhận được những cái điều tốt đẹp của người khác dành cho bạn nhé. Biết đâu bạn mệnh sẽ tìm được nửa kia của mình ngay trong ngày hôm nay đó. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Đây là cái dấu hiệu tốt đẹp cho bạn trên cả cái phương diện sự nghiệp nữa nhé. Bạn tuổi Hợi
Bạn là người chăm chỉ và cần cù nhưng không ham danh lợi. Vì thế, bạn nhận được cái sự tin tưởng của mọi người và không bị ai ganh ghét bạn cả đâu được. Đây là cái lợi thế của bạn. Bạn cần phải phát huy nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hành Hỏa, gia đình có được cái sự bình yên. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc hành Thổ, bạn được nhiều người theo đuổi. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc hành Mộc, bạn mở rộng lòng mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc hành Kim, bạn được nhiều người tin tưởng. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc hành Thủy, bạn có được cái sự chăm chỉ cần cù nhé. Đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này: số 2, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng quên đăng ký không kênh, chia sẻ và theo dõi kênh ủng hộ chương trình nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại.